Dạ vâng, em Lân xin chào toàn thể các bác nhé. Và thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em thân mến ạ. Hôm nay thì sức khỏe không tốt rồi các bạn. Mấy ngày đẹp, cậu có nhiều đúng không ạ? Rượu nhiều, mất tiếng rồi các bạn. Thưa các bác của anh em, tuy là mệt nhưng mà em vẫn đích thân test một bộ sản phẩm, một set combo cho anh trai Quyền. Có địa chỉ, để xem anh ở đâu ạ. Đấy, anh em đang ghép đồ các bác nhé. Súp 818 mới tinh các bạn. Giá em đang bán là 28 triệu một quả vào nhà nhé. Úi giời, đấy, mới tinh. Vâng, anh Quyền chắc lại mới gọi em các bạn. Em ốm các bạn, em ốm em làm nghỉ. Nói chung là anh trốn rất là nhanh các bạn, anh trốn rất là nhanh. Anh Quyền để em xem anh có địa chỉ ở đâu. Rất cảm ơn anh Quyền, anh rất là quý mến tin tưởng. Vâng, anh Quyền có địa chỉ tại Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, khối 1 thị trấn Cầu Giát. Vâng, cảm ơn anh Quyền rất nhiều nhé. Và thưa các bác của anh em, đây ạ, bộ sản phẩm của anh đây là anh sử dụng một quả súp 818 em vừa bóc ra mới tinh cả nhà nhé. Hai đôi loa JBL 712 SRX bãi đẹp zin. Giá đôi loa này em đang bán là 34 triệu các bác nhé. Ok chưa? Em vừa về 4 đôi cả nhà nhé. Thì hôm nay em lên đường 2 đôi. Em vẫn còn 2 đôi nữa để phục vụ các bác của anh em. Và tiếp theo, một con vang. Một con vang tích. Một con vang tích C8 các bác nhé. Một vang tích C8. Vâng. Ok chưa? Vâng. Ok ạ. Và đây các bác nhé. Wow, run hết chân tay các bạn. Và đây ạ, anh sử dụng một sợi dây dây bãi các bác nhá, dây bãi ben đen của anh Quốc đây các bác này. Dây 2x2,5 ben đen của anh Quốc. Đấy, ben đen. Và anh sử dụng một dây 6 m. Đấy, bốn loại, có nghĩa là anh sử dụng đây là dây loa của anh này, dây ben đen các bác nhá. Dây thì hiện tại em đang có dây bãi đó dây 2N của Mỹ và dây ben đen của anh Quốc các bác nhá. Dây hai lõi ben đen thì em bán 150 ngàn một mét. Còn dây ben đen bốn loại em bán là 250 ngàn một mét các bác nhé. Còn dây 2N bãi Mỹ thì em bán là giá là 150 ngàn mét các bác nhé. Vâng ạ, ok, các bác cùng theo dõi tí em sẽ test âm. Vâng ạ, em sẽ test âm, em mời cả nhà tham khảo nhé. Một lần xin cảm ơn anh trai Quyền rất nhiều, anh chốt rất là nhanh. Vâng, cảm ơn anh. Giờ vâng ạ, lên cấu hình các bác nhé. Và em xin được muốn chia sẻ với toàn thể các bác, đó là một con vang xịn, một con vang chính hãng thật. Thì cái EQ của nó đấy ạ, để mặc định của nhà máy nó đã hay rồi các bác nhé. Đây các bác ạ, hiện tại em xin là chia sẻ với cả nhà đúng không ạ, tất cả các EQ em đang để mặc định, ví dụ như mic đúng không ạ, là thẳng, music là thẳng ạ, effect cũng thẳng ạ, đường N thẳng, đường R thẳng, coi tất cả đều mặc định của nhà máy đó. Em chưa can thiệp một EQ nào, súp cũng vậy các bác nhé. Ok chưa ạ? Đó, và các bác nghe nhé. Và con vang Tech C8 này là chạy con chip DSB, một trong những con chip cao cấp nhất của Mỹ trong thời điểm hiện nay các bác nhé. Và đứng đầu của con chip DSB này nó đã kéo dài mười mấy năm qua rồi các bác nhé. Và con vang này có giải mã, có tụ suất âm. Ok, em sẽ test thử các bác nhé. Đó, loa xịn đúng không ạ, vang xịn đẩy chuẩn đấy, để mặc định đã hay rồi. Đó. Để em cho các bác của anh em xem hàng chuẩn chỉ để mang định đã hay rồi. Còn khi can thiệp EQ thì nó càng hay nữa. Tiếng su rất bê đúng không ạ? Mùi hương ngọt ngào, chiều thu về gió lạnh điều yếu, thấy tâm tư san sao,
buồn buồn. Ok các bác nhá. Vâng, và để bây giờ em sẽ set up căn chỉnh để nó sẽ ra cái chất âm chi tiết hay nhất và ngọt ngào nhất. Cảm ơn cả nhà nhá. Vâng ạ, xong hết rồi đấy các bác ạ. Vâng ạ, đã set up thành công, ngon và lành. Và hôm nay thì cũng chỉ xin phép các bác là em sẽ không test phần lời ca các bác nhá. Bộ này mà test phần lời ca thì chắc nó là số 1 luôn các bạn. Quá hay luôn. Vâng ạ, trong quá trình set up thì anh trai Quyền cũng vừa gọi điện cho em. Vâng ạ, và set up cho nhiều chế độ. Vâng ạ, và chắc chắn rồi, chắc chắn là sẽ phải nhiều chế độ. Thưa các bác của anh em, bộ này thì cực kỳ là chất rồi, đúng không ạ? Cực kỳ là VIP rồi. Vâng. Ok, khách anh lấy cho bác. Anh bóng nước nhỉ? Vâng, không, em test bộ này cho anh khách. Thưa các bác của anh em, bộ sản phẩm này thì anh Quyền ủng hộ tại cửa hàng em là loa, vang và súp các bác nhé. Còn đẩy thì anh trai mua rồi, anh bảo là anh không biết. Nhưng em nói thật là anh mua một con đẩy nó cũng không được đẹp lắm. Nó thật sự các bác của anh em là như vậy ạ. Vâng, hôm nay rất ốm các bạn. Vâng. Đây anh vừa gọi cho em ạ, anh mua con đẩy này thì thật sự với các bác nó cũng không đẹp lắm. Con đẩy này là con đẩy LS. Đây thì nó là một con đẩy gọi là của China lắp ráp xong là tên LS thôi các bác nhé, chứ nó không phải hãng gì đâu ạ. Ok chưa? Và bộ Migro anh sử dụng các bạn là bộ Migro Sua. Thật sự các bác này, Sua này anh bảo anh mua 1,6 triệu thì nó cũng không được tốt. Thôi thì trước sau thì chắc là anh sẽ ủng hộ tại cửa hàng em. Nên đây chia sẻ như vậy đúng không ạ? Thưa các bác của anh em là loa SRX, ô vâng em, gian cổ ạ. Loa SRX 712 bát 30. Em có 4 đôi về bao cho các bác của anh em là đẹp zin. Mọi người nhận hàng kiểm tra, check hàng mà không zin chuyển hoàn lại cho em trả tiền cước 2 triệu. Đó là quan điểm làm việc của em các bác nhá. Ok chưa? Em có 4 đôi thì hôm nay lên đường 2 đôi, còn 2 đôi nữa. Và đặc biệt là 4 đôi loa JBL SRX 712 này thì là sơn zin 100% các bác nhá. Cũng là chưa cần phải sơn lại hay tỉa toát gì cả. Sơn zin 100% đó. Ok chưa? Còn quả súp thì nó là hàng mới tinh thì chắc là cũng không cần phải giới thiệu, chủ yếu là giá thôi đúng không ạ? Quả súp STX 818 đúng không ạ? Vâng ạ, STX 818F bát 50 từ 220 qua 100 thùng gỗ, giá em bán 28 triệu. Thì với quan điểm làm việc của em đó là giới thiệu rõ về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, giới thiệu rõ về tình trạng của sản phẩm và xin được báo giá công khai để các bác của anh em mọi người tham khảo và có thể biết được giá và có thể chuẩn bị được cái tài chính kinh tế tốt nhất của mình. Vâng ạ, và bây giờ em xin được test âm, mời các bác. Lời buồn sẽ vắng lâu lành xuyên đêm. Toàn những sản phẩm hàng chất VIP. Tuyệt vời, quá nét và chi tiết, đó chính là chất và cái độ sạch, cái độ chi tiết nét của JBL, nó không chói như loa tàu các bác nhé. Cảm ơn các bác của anh em một lần nữa. Thưa các bác của anh em luôn chuyên hai dòng sản phẩm loa mới, loa bãi đến từ hai thương hiệu đó là Mỹ và Đức. Thương hiệu của Mỹ em có JBL, EV, P-Way, QSC. Thương hiệu của Đức em có B3. Rất kính mong các bác của anh em tham khảo và ủng hộ. Và cũng rất cảm ơn các bác của anh em trong nhiều năm qua đã luôn luôn quan tâm, tin yêu, ủng hộ và đồng hành với em. Một nữa, em xin được cảm ơn anh trai Ngô Văn Quyền, đúng không ạ? Mua rất nhanh các bạn. Nguyễn Văn Quyền, vâng, mua rất nhanh. Và anh bảo là đóng hàng đi xong tí anh chuyển tiền luôn các bạn. Đấy, tí anh chuyển tiền luôn. Đó, rồi, vâng ạ, cảm ơn anh rất nhiều. Địa chỉ là Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, khối 1 thị trấn Cầu Giáp. Vâng ạ, cảm ơn anh. Và em xin phép gửi lời chào nhé. Hôm nay thì hơi mất tiếng nên là giọng hơi yếu và mệt.
Thì có gì mong các bác của em thông cảm nhé. Em muốn đích thân test và setup để cho anh yên tâm. Vâng ạ. Vâng ạ, cảm ơn. À đây ạ. À, thêm nữa các bác nhé, đó là loa 712 nhà em ấy. Vâng ạ, loa 712 nhà em vừa rồi về là nó có cả thùng cassette các bác nhé. Đây ạ, thùng cassette đây cả nhà này. Ok chưa ạ? Đóng vào thùng. Đó. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.